Nhiều nông dân á, nhiều nông dân bắt đầu làm sầu riêng á, không có biết cách dưỡng cây. Dụng như cây này chúng ta mua về. Nãy em tên gì quên. Em tên Hiền. Hiền hả? Dạ. Mình mua về thì mình pha cái xi 5 lít xi, 200 lít nước, khoảng 3 lít amino. Mình đổ vô đây khoảng 75 tới 100 ml pha rồi. Ở trên đây là mình phun cái công thức. Thường thường nay có bị nấm. Mình phun cái công thức nấm của Thuần Thiên đó. Một phi 2 lít xi, 1 lít rưỡi thảo mộc, không bao giờ có bị cái con ong nào cắn gì đâu. 1 lít thảo mộc, 1 xị amino oligo với lại khoảng nửa lít amino. Phun lên. Mình phun lên mình dưỡng cho cái cơi nó già đi, từng thường mua về nó rất là non. Tại nó dùng phân bón lá nhiều mà. Mình gọi là tập thể dục, mình che nó nắng một xíu, nó nắng hơn như thế này. Cái này nó hơi mát, mình dùng cái lưới nó thưa hơn cái này để cho nó nắng. Mới tập thể dục được. Mà tốt nhất là làm sao mà để cái chỗ nào đó mà nắng mặt trời đó mà tới 10 giờ trưa nó mới hết nắng đó. Thì sau này mình đem ra ngoài mình trồng nó ok. Tức là mới nắng tới 10, 11 giờ trưa. Đó. Mà cũng nói luôn nha, cái bịch này đó nó là bằng hóa chất. Tức là bằng nhựa tái sinh mà nó bỏ nhựa chất này. Chúng ta đổ xi cho 10 tới 15 ngày sau là phải đem ra trồng. Chứ thôi rễ nó ra đây nè. Mà lâu ngày nó gặp cái này nè. Nó đen cái đầu rễ. Hóa chất mà. Thấy chú sao hầu trở nên bữa đó không xài xi đó. Nha. Nên khi mua đó là lấy cái dao lam chích ở đây nè. Coi nó lỗ rễ ra chưa. Nếu mà cái ông mà có lương tâm đó là ông thay cái bịch cho mình. Mà ông không có lương tâm đó là ông để nó đen luôn cái gì mua về nó mình mệt. Đó, nó là như vậy. Nên khi mua đó, và tôi nói luôn nè, đừng có nghĩ rằng lựa cái cây nó to như thế này là chúng ta trồng nó ngon. Không phải. Lựa cây nhỏ nhỏ này thôi. Cái này tôi hay nói nè, cái ông này là 50 tuổi nè, đi gả con gái 18 tuổi nè. Cái chỗ này nó đâu, cái chỗ này nó đâu có liền tốt bằng lấy cái ông ngốc nhỏ nhỏ nè, gả, kiếm cái ông 20 mấy 30 tuổi gả. Ông kế bên hưởng. Đúng rồi, nên là cái đừng có nghĩ cái gốc nó bự vậy, lựa gốc bự vậy. Sẵn có dịp nó luôn là đi trồng nó tốt, không phải vậy đâu. Mà mất tiền hơn chứ, không đúng. Đó, nên khi sau khi đổ cái xi và amino 75 tới 100 ml pha rồi đó thì trong vòng 10 tới 15 ngày để nó trồng đi. Chứ để nó ra rễ rất là nhanh, nó dây nó đen cái là trồng cái nó hư cái rễ. Nhưng mà phải phun. Phải 5-7 ngày phun một lần, phun được mấy lần cho cái lá nó già đi. À, tại cái oligo chitosan và cái xi nó làm cho cái lá nó dày lại để nó trồng, nó chịu lực được, nó chịu nắng được, gọi là tập thể dục. Phải có nắng buổi sáng tới 10 giờ gì đó rồi hả, nó mát như thế này rồi. Nhưng thôi không nhiều người đem ra trồng, mua về trồng chết dữ lắm, tại vì tay ngang mà.